Hey, xin mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay vườn con tiếp tục lên cái clip này để giới thiệu và giao lưu cùng cô chú mình, đó là một cái lô linh sam siêu hoa giáng quái. Thì vườn con hiện tại á là ở ngoài vườn còn khoảng chừng 300-400 cây nữa đang chuẩn bị bứng vô. Cho nên vườn con hiện tại đang lên những cái clip về cây siêu hoa giáng quái rất là nhiều để giao lưu, để có chỗ trống để bứng ở ngoài vườn vô nữa, tại vì còn tới mấy trăm cây lận. Và hiện tại như trên màn hình cô chú mình đang thấy nè, đây là những cây siêu hoa giáng quái mà bên vườn con đã trồng và nuôi dưỡng là gần hai năm rồi, xong rồi bứng vô chậu nuôi dưỡng hiện tại khoảng chừng 2 tháng mấy 3 tháng nữa là trên 2 năm rồi ha. Cây hiện tại đang rất là quái và những cây này đang phát triển rất là ok, rất là đẹp, cây thuần chậu được hết rồi, nên cô chú mình cứ yên tâm trong lúc vận chuyển. Và có cái khuyết điểm như thế này, thì lúc đó thì vườn con nói chung là trồng số lượng nhiều quá, cho nên với lại bứng số lượng nhiều quá cho nên không có cắt lại cụ thể từng cây ha, cho nên chừa những cái chi này nó rất là dài nè, ngay chỗ cái tay con cầm nè, nó rất là dài so với cái cây. Nếu như đúng ra là cắt cục xuống như thế này để sau này nó ra cái chi tàn, nó đúng với cái nó gần đúng với cái form đó, để cô chú mình uống những cái nhánh ra nó sẽ như ta, nói chung là chi tàn nó ra đúng chi chỗ đó thì cô chú mình sẽ nhanh hơn. Còn cái này cô chú mình mua về thì phải cắt cục lại nó mới hợp với cái dáng ha, thì cái đó là sự thật nha. Thì đối với cô chú mình chơi bonsai thôi, còn cô chú mình mà trồng để lấy bông á thì như thế này là quá ok rồi, nó cao, nó hợp. Và những cái cây siêu hoa này vườn con hiện tại đang lên với một mức giá rất là mềm đó, 80.000 một cây đó, 80.000 một cây siêu hoa giáng quái. Nếu như cô chú mình mua số lượng là 3 cây là 240.000, vườn con bao ship luôn. Cỡ này là linh sam nó rất là rẻ nha cô chú anh chị đó, dữ lắm rẻ luôn. Hồi năm 2021, cách đây 2 năm, thì những cây siêu hoa phôi này vườn con vẫn còn bán là 240, 250 một cây. Có cây 270 luôn, giá đó là chưa bao gồm phí ship nữa. Nhưng mà hiện tại là bán 3 cây mới bằng được 1 cây, nhưng mà trong đó còn bao ship hết mấy chục ngàn nữa rồi, bao ship hết 50 ngàn nữa. Chứ không phải được như năm 21 nữa ha, nhưng mà cũng bắt buộc phải chịu thôi. Tại vì tùy theo thị trường, chứ không phải là lúc nào cây nó cũng giữ giá được dây hoài. Thì thời điểm này cô chú mình mua về chơi là giá nó rất là mềm. Siêu hoa thì nó cho hoa rất là đẹp và khá là thơm nha cô chú anh chị. Khá là thơm vào buổi sáng. Bông màu tím và cũng rất là tươi. Con còn cái gì bứng sau này mấy chục cây nữa nè. Những cây này để con đo thử cái hoành của nó. Đây, cái cây như trên màn hình cô chú mình đang thấy nè, con cầm là hoành 12 ha. Hoành là 12. Để đo thêm 1-2 cây sơ sơ nữa để cô chú mình tham khảo. Hoành mấy cây này cũng khá to chứ không nhỏ đâu, 12 13 rồi không à. Hoành cái này cũng 12 luôn ha. Nó còn cầm không sát, nhưng mà nếu như mà sát vô thì hoành 12 đó. Nói chung là hoành 12, 13, 14, 15 tùy theo phôi. Nhưng mà chơi bonsai thì những cái phôi mà quái như thế này thì hoành như thế này là vừa nha cô chú anh chị. Nói chung là vừa. Như cái này có thể là hoành 15 nè. Rồi, cô chú mình có nhu cầu mua siêu hoa giáng quái thì liên hệ vườn con. Hôm mấy rồi buổi trưa buổi chiều vậy đó, cô chú mình có muốn lựa thì cứ kết nối Zalo rồi điện trực tiếp về lựa thôi. Chứ không có vấn đề gì hết. Chứ không có vấn đề gì hết ha. Rồi, cảm ơn cô chú mình đã xem kênh, ủng hộ vườn con trong thời gian qua rất là nhiều. Thì con cũng xin kết thúc video và tạm dừng tại đây ha.